Sau nhập ngũ 2020, ngay từ thời điểm chưa lên sóng đã thu hút được kha khá sự chú ý khi quy tụ dàn mỹ nhân đình đám nhất nhì hiện nay, Diệu Nhi, Kỳ Duyên, Nam Thư, Khánh Vân, Hậu Hoàng, Dương Hoàng Yến, một cô gái hoạt động trong mỗi lĩnh vực khác nhau, tính cách khác nhau, hứa hẹn sẽ mang đến một mùa sau nhập ngũ tưng bừng hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều khó ai ngờ đến chính là sự trỗi dậy của một thế lực mới trong sao nhập ngũ 2020. Nhân vật này dẫu không phải là người nổi tiếng nhưng lập tức được khán giả yêu mến nhờ thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp, thượng úy mũi trưởng đặc công Nguyễn Việt Long, cũng là chỉ huy trực tiếp của 6 mỹ nhân trong sao nhập ngũ 2020. Ngay từ những khoảnh khắc ban đầu xuất hiện, mũi trưởng Nguyễn Việt Long khiến các cô gái lập tức phải chỉnh đốn lại thái độ của mình, không thể tiếp tục vui vẻ, vô tư nữa mà phải trở nên nghiêm túc, chấp hành mọi quy định kỳ cương. Đối mặt với những cô gái là người nổi tiếng, mũi trưởng vẫn giữ thái độ nghiêm khắc như cũ. Ai làm sai thì phạt, phê bình, ai làm đúng thì được khen thưởng. Anh chàng không hề có sự thiên vị hay bất công cho người nào. Tuy bình thường nghiêm nghị là thế, nhưng khi nở nụ cười, mũi trưởng Nguyễn Việt Long lại khiến liêm sỉ của các fan nữ rớt bụp bụp. Sáu nữ chiến binh cũng phải công nhận khi cười lên, anh chàng nhìn đẹp trai, đáng mến hơn nhiều. Trong một lần ngồi lại trò chuyện với tin.vn, Diệu Nhi cũng đã chia sẻ suy nghĩ của mình về anh chàng mũi trưởng này. Nữ diễn viên hé lộ, lần đầu tiên gặp mặt vì đồng chí Long lúc nào cũng nghiêm nghị nên cô thấy anh chàng hơi khó. Thế nhưng cũng như nhiều chị em khác, Diệu Nhi rất thích nét ửng hồng trên gương mặt đồng chí Long mỗi khi anh cười. Đồng chí Long còn ít tuổi nhưng mặt trông hơi dừ, ban đầu hơi khó nhưng sau thấy nét ửng hồng trên mặt lại thấy dễ thương. Diệu Nhi nhận xét về mũi trưởng đang gây bão trên mạng xã hội. Cô nàng cũng nhìn nhận khách quan về vai trò của mũi trưởng Long trong chương trình. Đồng chí ấy vì nội dung chương trình nên mới phải đóng vai ác, còn đằng sau máy quay lại là một bạn bé rất yêu thương và quan tâm chăm sóc các chị em của mình. Sau khi chương trình kết thúc, Diệu Nhi cùng 5 chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với mũi trưởng Nguyễn Việt Long, thường xuyên nhắn tin, tâm sự cũng như trêu chọc qua các bình luận trên Facebook.